Kính thưa quý vị và các bạn, nhân dịp xuân về, tôi cũng lang thang trên mạng và thấy được một cái bài của anh luật sư Khoa Nam nói về cái nghề của chúng tôi, và cảm nhận rằng anh viết hay quá. Trước khi kể cho quý vị nghe cái câu chuyện mà anh đã đúc rút được trong cái quá trình hành nghề, có những cái thăng hoa, có những cái chua chát, có những cái bộc bạch, có những cái tự sự, nhưng thật sự từ đáy lòng, luật sư Khoa Nam, thì tôi kể cho quý vị và các bạn nghe câu chuyện sáng nay. Sáng nay có một cái chị gọi điện thoại cho tôi, mà thực tế là chị cũng đã gọi lần thứ hai, lần thứ ba rồi. Chị bảo rằng là chị có nhờ một luật sư giúp chị trong một cái công việc gì đó. Thì tôi bảo rằng là thì người ta là luật sư đã giúp chị rồi, có ký hợp đồng không? Chị bảo là có ký hợp đồng. Tôi bảo thì nếu như trong trường hợp có ký hợp đồng thì chị cứ mạnh dạn nói chuyện với luật sư của chị và bày tỏ những cái tâm tư, tình cảm, nguyện vọng bây giờ là hướng dẫn như thế nào. Chị bảo rằng là tôi cũng có lên gặp luật sư rồi, nhưng mà luật sư nói là cho nên và tôi không hiểu cho nên tôi nhờ luật sư. Thật ra thì rất là bực quý vị và các bạn. Tôi bảo với chị rằng là bây giờ chị kiện cái gì. Thì sau khi mà nghe chị nói là chị kiện những cái vấn đề ABCDD gì đó, thì tôi đã giải thích. Và tôi hỏi lại một lần nữa là tôi hỏi tại sao chị không đến luật sư của chị để mà hỏi những cái vấn đề. Luật sư ơi, tôi không có dám hỏi luật sư của tôi, tại vì hỏi luật sư của tôi sợ luật sư của tôi buồn. Hết ý kiến cho chị này luôn, không biết nói phải nói như thế nào. Theo quý vị và các bạn thì chị này như thế nào? Tại sao chị đã tin tưởng? Tôi bảo rằng tại sao chị đã tin tưởng luật sư và giao cho chị luật sư đó nhiều cái với cái số tiền đó, và giao cho họ cả một cái vận mệnh của gia đình mình mà còn đi tư vấn những cái luật sư khác, trong khi những cái kiến thức trong cái lĩnh vực đó chị vẫn chưa biết hết. Nói như vậy để nói những cái vị khách hàng của tôi, cũng là của trong chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta, nếu trong hồ sơ của tôi các bạn không hiểu vấn đề gì, các bạn cứ mạnh dạn: luật sư ơi, thế nào là đo vẽ, thế nào là định giá? Luật sư ơi, tại sao phải đo vẽ, định giá để làm gì? Luật sư ơi, diện tích tăng giảm trong cùng một diện tích. Luật sư ơi, bây giờ mình thay đổi thẩm phán được không? Rất là nhiều những cái câu hỏi. Và nếu như trong trường hợp các bạn đã tin tưởng luật sư, ký hợp đồng dịch vụ pháp lý với luật sư, tại sao không hỏi luật sư của mình, mà bây giờ đi lên cái chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta lại phải trình bày, rồi tội nghiệp cho luật sư Dân Ta Phải Biết Luật Ta lại phải một lần nữa thêm kiến thức cho bạn. Nhưng thật sự kiến thức nó chỉ là dạng là hỏi thì cũng chẳng có gì, về mặt pháp luật thì nó cũng chẳng có gì mới cả. Thôi thì chúng ta trở lại cái vấn đề chính, đó là nghề của chúng tôi là nghề như thế đó. Hôm nay tôi 101 câu chuyện bên lề, tôi sẽ đưa cho quý vị và các bạn cái cảm nhận nghề luật sư của luật sư Khoa Nam. Xuân về nói về luật sư, ở nghĩa rộng nó đến người làm nghề luật, là người chúng ta nói đến thẩm phán, luật sư, kiểm sát viên, công chứng viên. Nghề luật sư không giống như những nghề bình thường khác, vì ngoài những kiến thức và trình độ chuyên môn thì yêu cầu về ngành nghề luật sư phải tuân thủ các chế định về nghề nghiệp. Đây là một nét đặc thù của nghề luật sư và nét đặc thù tác động sâu sắc đến kỹ năng hành nghề, đặc biệt là kỹ năng tranh tụng của luật sư. Đòi hỏi cao là thế, quá trình học thì vất vả. Các bạn vì lý tưởng sẵn sàng bỏ thời gian, công sức, vật chất để mơ ước nắm trong tay cái chứng chỉ hành nghề. Nhưng hỡi ơi, cái nghề tưởng như thanh cao, oai phong lại không được như vậy, xã hội nhiễu nhương hiện tại. Nhớ có lần được phân công bảo vệ chỉ định cho một bị cáo vị thành niên. Khi gặp bị cáo tại trại giam, bị cáo đã yêu cầu không cần luật sư. Hỏi lý do mới biết trong trại giam truyền tay nhau, tốt nhất là không cần luật sư bào chữa,
vì tòa thấy thương sẽ tuyên nhẹ. Nhờ luật sư cãi tới cãi lui, khéo thì múc chỉ, giải thích mãi mới được xong vụ án. Đi tòa, đi viện hay qua bên công an, luật sư cũng chẳng có tiếng nói gì. Ra tòa tranh luận, có mang hết luật, vận dụng những luận cứ bào chữa mà cứ thua vẫn. Một anh chàng viện, viện bảo lưu quan điểm truy tố đối với bị cáo đã được trình bày trong cáo trạng. Làm dịch vụ pháp lý thì khổ một nỗi muôn trùng. Quy định về thời gian giải quyết đối với thủ tục hành chính thì có rõ ràng, thế nhưng việc chạy ì kéo lê dài lê thê. Cơ quan ủy ban thì lãnh đạo cán bộ họp hành liên miên, nhiều lúc cần liên hệ một cái chữ ký mất mấy ngày. Sáng 9 giờ lên chưa thấy cán bộ lãnh đạo, chiều 15 giờ lên lãnh đạo đã đi về. Nhiều lúc luật sư cứ chạy lanh hoanh như một thằng dở, bên này đá bên kia đá về bên này. Chưa hết, nhiều lúc khách hàng cũng âm binh luôn. Ký được cái hợp đồng đã khó, làm thanh lý được cái hợp đồng khó hơn. Nào là hối thúc, nào là bùm luôn thù lao, vân vân và vân vân. Thế nên mới thấm, muốn làm luật trước tiên phải làm kinh tế trước đã. Có tiền tự nhiên tiếng nói cũng to hơn, có tiền uy tín cũng tự đến luôn. Vậy cứ làm kinh tế trước. Thôi thì hết năm, kính chúc các đồng môn sức khỏe đối dồi dào, tinh thần tinh tấn để đối phó với đời. Chúc các bác, các anh, các chị, các bạn năm mới an khang. Đây là bài của luật sư Khoa Nam. Luật sư Khoa Nam là tôi cũng mới kết bạn và anh đăng trên diễn đàn những người hành nghề luật. Thực sự thì thú thật với quý vị và các bạn, trong cái quá trình hành nghề, mảng tối, mảng sáng, góc khuất đều có hết. Tuy nhiên tôi vẫn chọn cái đầu lạnh và trái tim nóng. Trong cái nghề giúp bản thân tôi, giúp đời, đó là cái phương châm. Và cho đến thời điểm hiện tại, tôi cũng năm nay, nếu như trong năm 2019 thì tôi được 44 tuổi. Tôi nghĩ rằng là đã đến lúc mình dành một cái góc nhỏ, một phần nhỏ thời gian để cho đi giá trị đối với đời. Và trong cái công việc đó, nếu thực sự mình có duyên với các anh chị em trong cái chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta, thì tôi sẽ cầm tay với quý vị và các bạn, song hành với quý vị và các bạn trên cái con đường kiện tụng, trên con đường hợp đồng dịch vụ pháp lý, hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm về nhà đất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành với chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Tôi xin trân trọng cảm ơn.